chú Tư về lại slam siêu cấp cho chú. Về rồi này con, đây nè. Dạ, lấy con ngủ đó đi. Của con đây. À, mà chú có đồ để trang trí slam không chú? Có chứ con, đây nè. Đẹp quá chú Tư ha, con lấy cái này luôn. Con chơi cho chú xem với. Dạ. Cho chú chơi với con, nhìn thích quá à. Dạ. Wow. Con cho mấy cái này vào đẹp ghê ha. Dạ. Không biết mấy bạn có thấy đẹp không chú ha? Để chú học các bạn là biết ngay mà. Các con ơi, các con thấy mấy bông đăng ký slam như vậy là có đẹp không? Nếu có thì hãy nhấn đăng ký nha. Con mà đoán trúng được 3 câu thì sẽ nhận được chiếc nhẫn ma quái siêu cấp này. Còn nếu như con mà thua thì để cho chú 100.000. Con tự tin là con sẽ thắng. Wow. Con sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. À, cái này dễ ẹt là kiến thức. Chính xác, câu tiếp theo. Cái này là tờ báo. Con cáo, à là báo cáo. Đúng luôn, giỏi quá ta. Câu chốt nè. Cái gì ta? Sâu nhỏ. Sâu bé phải không chú? Sai. Còn lâu con mới đoán được. Các bạn ơi, giúp mình trả lời câu này để nhận được chấp nhận báo quái siêu cấp nha. Sao hôm nay mặc buồn dữ vậy con? Dạ, tại con bị không điểm làm văn á chú. Sao mà không điểm hay vậy? Đề bài khó à con? Dạ, đề bài là em hãy tả cô giáo của em. Vậy con tả sao? Đọc chút nghe nè. Dạ, cô giáo em người xinh xinh. Ừ, hay. Tay cô dài như con tinh tinh. À? Cô xuống răng, đầu che khăn. Trời đất ơi. Cô nháy đầm như con loăng quăng. Hết cứu rồi. Chú Tư, con hết tiền mua đồ ăn rồi. Chú Tư ra con đố đổi quà đi chú Tư. Gì con, chú ra con đố mấy đứa toàn giải được hết. Chú chơi nữa đâu. Vậy là chú Tư sợ thua rồi. Sợ thua hết bánh kẹo. Được rồi, giờ con có dám làm toán không? Chuyện gì, toán là nghề của con rồi. Bây giờ con làm đúng 3 câu thì chú sẽ cho con một bịch kẹo. Còn nếu như con không làm được thì phải mua kẹo của chú. Ok. 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2. 2 cộng 2 bằng mấy? 4. 4 trừ 1 bằng mấy? Bằng 3. Chú Tư đố dễ vậy ai chẳng làm được. Ờ ha, sao mình đố nó dễ vậy nè. Con trả lời đúng hết rồi, kẹo của con đâu chú Tư? Tặng cho con bịch kẹo nổ nè. Kẹo gì mà lạ vậy chú? Ăn sao chú? À, kẹo này con cho vào miệng là sẽ nổ đó con. À, vậy thôi con không lấy đâu, trả chú Tư nè. Mấy bông này. May mà nó không biết ăn kẹo nổ này. Các con ơi, có ai biết ăn kẹo nổ này không? Nếu có thì nhấn đăng ký nha, còn nếu không biết thì nhấn like nha. Chú Tư, bác con cây kem dừa. Của con đây. Dạ. Yummy. Rớt rồi chú Tư ơi. À, đưa đây chú. Của con nè. Hả? Còn mỗi qua kem mà chú. Hôm nay chưa bán được gì luôn. Bé Bông, mua đồ cho chú nè. Dạ, nhưng mà chú phải chơi trò này với con. Chơi luôn con. Con có 2 quả trứng gà, 1 trứng gà luộc, 1 trứng gà sống. Nếu mà chú đoán được trứng gà luộc thì con sẽ mua đồ cho chú. Để chú xem nào. Dạ. Theo kinh nghiệm của chú thì quả này là trứng luộc. Rồi, bây giờ chú đập vào đầu đi. Phải đập hả con? Chú Tư sai rồi, là trứng sống. Vậy quả này là trứng luộc rồi. Chết á, chú lại thôi. Quả này cũng là trứng sống. Bé Bông, dám chơi chú hả con? Đứng lại. Wow, chú Tư mới về chấp nhận mắt quá đẹp quá. Chú Tư, cho con xem với. Con xem đi. Con được mở ra xem không chú? Được con. Rồi, là tính báo mình nữa đây mà. Bao nhiêu tiền một hũ này vậy chú? 50k một hũ đó con. Hả? Sao mắc vậy chú? Chú bất cơ con đi. Loại này giá về là rẻ lắm rồi đó con.
Dạ, chú đợi con một lát nha. Mình phải về đập con heo này mới được. Wow! Như đây là đủ rồi. Chú Tư, lấy con hũ salam hồi nãy đi. À, hồi nãy chú mới bán cho thằng Nam được con. Chú Tư. Em là búp măng non, em lớn lên trong bụi măng già. Chà, mấy bông này hát hay dữ ta. Hát hay vậy thì chú Tư cho con kẹo đi. Con hát hết ngân bài đi, rồi chú cho con hộp kẹo này luôn. Còn nếu không thì thôi. Dạ, con hát nha. Em là búp măng non, em lớn lên trong bụi măng già. Nghỉ hè em về quê chơi, măng già rất quý em sống yên vui trong tình yêu thương. Mỗi ngày măng non điều bác, em buồn em đúc đúng rơm cháy là sàn nhà bên cạnh. Tiên thầm muôn đời còn vang, măng già thay thế đánh em gọi bố mẹ em về đó, thế là em phải lên đường. Wow, hay quá, kẹo của con nè. Ta-da. Dạ, cảm ơn chú Tư. Đã quá đi. Ủa, mà sao thấy lời bài hát này kỳ kỳ vậy ta? Chú Tư, bác con 5 cái kẹo con mắt. Kẹo con mắt chú hết rồi con. Vậy chú lấy con bịch oxy bắp đi chú. Oxy cũng hết rồi con. Trời ơi, chú buôn bán mà không đi lấy hàng gì hết. Dạo này chú bận quá nên không có đi lấy hàng được. Hay là lấy con đi lấy hàng giúp chú nha. Hôm trước con đi với chú nên con biết chỗ rồi. Ừ, cũng được, để chú đưa tiền cho con nha. Dạ, con đi nha. Trời ơi, quá nhiều đồ luôn nè. Mình sẽ lấy kẹo con mắt nha. Có ai thích ăn kẹo con mắt giống mình không nè? Wow. Hôm nay người ta bán rất là nhiều bánh kẹo. Chọn có mọi người ơi. Mình sẽ mua kẹo chip này. Wow, có cả móng tay giả nữa nè mọi người. Các bạn có thích móng tay giả giống mình không? Nếu có thì nhấn đăng ký nha. Chú Tư, con về rồi nè. Kẹo chip chip. Ảnh Pokemon. Pop it. Thạch nữa nè chú. Kẹo con mắt. Hạt nữa. Tiên laser. Salam nữa nè. Giả nữa nè. Con mua hết tiền của chú Tư luôn đó. Sao con mua nhiều như vậy? Sao chú bán hết? Mấy bông chơi bóng bì không? Chơi luôn. Đến lượt tôi. Một viên nè. Hai viên nè. Còn một viên cuối cùng này của tôi luôn. Trúng nè. Mình xin. Thua hết rồi. Ai biết bà bán dở làm gì ha. Sao vậy bé bông? Dạ, thằng Nam nó ăn hết bi của con rồi. Chú bán con 5.000 bi đi. Con phải gửi lại mới được. Ừ, của con nè. Ê Nam, chơi nữa không? Tôi phải lấy nhận gì tôi đã mất. Chơi thì chơi. Lại hụt nó rồi. Tôi ăn hết của bà luôn nha. Ha ha. Cất vào bọc thôi. Thua tiếp rồi nha. Tôi không chơi nữa đâu. Chú Tư có pizza không chú Tư? Chú có này con. Kèo dẻo pizza. Không biết có ngon không chú Tư ha? Ngon chứ con. Để chú ăn thử cho con xem nha. Wow. Yummy. Chú cho con ăn thử với. Con ăn thử xem đi. Ngon quá. Chú Tư cho con thêm miếng nữa đi. Hôm nay được ăn ké chết có đi. Đây này con. Ngon đúng không con? Con mua mấy cái? Dạ, con quên mang tiền rồi chú. Để con nghỉ về nhà rồi con mua liền nha chú. Con. Ủa sao chờ nãy giờ mà không thấy nó qua vậy ta? Còn lâu con mới mua. Nè nè nè. À hai đứa, hôm nay chú có trò chơi nè. Hai đứa có muốn chơi không? Dạ, dạ có. Đứa nào ăn hết cây xúc xích siêu cay trước thì sẽ có thưởng. Wow. 1, 2, 3 bắt đầu. Yummy. À, cay quá. Con xong rồi. Hôm nay mấy bông ăn cay đến gì ta? Dạ. Phần thưởng của con đâu chú Tư? Phần thưởng của con đây. Xúc xích siêu cay. Chết bà chưa ha. Sao con ma sơ phần thưởng là xúc xích.